phân loại răng khôn trên phương diện lâm sàng thì có ba cái vấn đề mà cần phải quan tâm khi phân loại một răng khôn ở trên phương diện lâm sàng. Đó, thứ nhất đó là chụp của răng khôn, hai là mối liên quan giữa răng và cánh nền của xương hàm dưới, và thứ ba là độ sâu của răng kèm. Ba yếu tố này sẽ quyết định mức độ khó của phẫu thuật răng khôn. Một đó là chụp của răng khôn thì góc mọc của răng 8 hàm dưới sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng không gian xung quanh trong mối liên quan với răng 7 và cánh nền xương hàm dưới. Thứ hai là hướng của trục răng khôn có thể thẳng, như gần, nghiêng xa, nghiêng ngoài, nghiêng trong, nằm ngang, hoặc một số trường hợp khác thì có thể bị lạc chỗ. Và được ví dụ như là răng khôn nằm ở trong cánh nền xương hàm dưới. Thứ ba là hướng trục răng khôn thì ảnh hưởng tới phương pháp phẫu thuật. Một số hướng của trục răng khôn như một là răng khôn nghiêng gần, hai răng khôn nghiêng xa, ba răng khôn mọc thẳng, bốn răng khôn nằm ngang, năm răng khôn lệch ngoài, 6 răng khôn lệch trong, và 7 răng khôn mọc về phía chóp của răng 7. Phần thứ hai đó là mối liên quan giữa răng với cánh nền của xương hàm dưới. Đánh giá khoảng cách giữa mặt xa của răng 7 tới bờ trước của cánh nền xương hàm dưới so với kích thước gần xa của răng khôn. Người ta sẽ có là răng khôn thì kích thước thứ nhất, hình đầu tiên ta thấy là kích thước gần xa của răng khôn sẽ nhỏ hơn kích thước từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới. Vì vậy mà răng khôn sẽ đủ chỗ để mọc. Những trường hợp mà răng khôn mọc thẳng mà lại có kích thước gần xa của răng khôn nhỏ hơn kích thước từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới, và cái khoảng cách từ mặt xa của răng khôn cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới lớn hơn hoặc bằng 3 mm thì sẽ có chỉ định giữ lại răng khôn. Trường hợp có lợi chùm, cắt lợi chùm mà không phải nhổ răng khôn. Trường hợp tiếp theo là khoảng cách gần xa của răng khôn thì vừa bằng khoảng cách từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới. Trường hợp này bệnh nhân thường có lợi chùm nhưng sẽ không thể cắt lợi chùm và giữ lại răng khôn, bởi vì sẽ gây ra tái phát vì không có một khoảng nào còn lại nằm giữa mặt xa răng khôn cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới. Trường hợp này phải có chỉ định nhổ răng khôn. Trường thứ ba là chiều gần xa của răng khôn sẽ lớn hơn từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới, răng khôn sẽ bị kẹt một phần trong cánh nền xương hàm dưới. Vậy trường hợp này sẽ có chỉ định nhổ răng khôn và phải lấy đi, có thể sẽ phải lấy đi một phần xương của cánh nền xương hàm dưới. Tam giác hậu hàm là một vùng gồ ghề, đôi lúc là nõm lên trên, bao phủ bên trên bởi một mô nướu mềm giàu sợi collagen, và do đó nó bám dính chặt vào xương. Đáy tam giác hậu hàm sẽ được tạo bởi bờ xương ổ răng và mặt xa của răng 7. Đỉnh tam giác là sự kéo dài của hai đường chéo trong và ngoài của xương hàm dưới, sau đó chập lại tạo thành cạnh trước của xương hàm dưới. Các cạnh của nó thì không giới hạn rõ ràng và dựa vào mặt ngoài đường chéo trong và mặt trong đường chéo ngoài. Ở vị trí giao nhau giữa cánh nền và thân xương hàm dưới, gần với mặt xa của răng 7, tam giác hậu hàm sẽ nhỏ hẹp lại, và do đó thân răng thường bị kẹt lại một phần ở cánh nền xương hàm dưới. Ngược lại, nếu tam giác hậu hàm mà giãn rộng thì răng 8 có thể mọc được. Ba, đó là độ sâu răng ngầm. Chỉ có 3 trường hợp. Thứ nhất, đó là đỉnh răng 8 ở ngang hay làm qua mức mặt nhai, ngang hoặc là qua mức mặt nhai, nghĩa là thân răng 7 và thân răng 8 ở ngang mức nhau. Trường hợp này phẫu thuật thì thường dễ dàng, nhưng nó còn phụ thuộc vào mối liên quan giữa thân xương với cánh nền xương hàm dưới. Ví dụ như trường hợp A thì răng nằm không bị kẹt trong thân xương, do chiều gần xa của nó nhỏ hơn khoảng cách từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới. Trường hợp 2 là chiều gần xa của răng khôn vừa bằng khoảng cách từ mặt xa của răng 7 cho tới bờ trước cánh nền xương hàm dưới, như đối với trường hợp 3.
Thì chiều gần xa của răng khôn lớn hơn khoảng cách từ mặt xa của răng bẫy cho tới bờ trước cánh lên xương hàm dưới. Do đó răng khôn sẽ bị kẹt một phần trong thân xương hàm dưới. Thì khi đó, khi mà cái răng khôn bị kẹt một phần trong bờ trước cánh lên xương hàm dưới, thì đường nối men xi măng về phía xa của răng khôn là vị trí phải được bộc lộ trong quá trình phẫu thuật. Tiếp theo đó là đỉnh răng khôn sẽ nằm dưới mặt phẳng nhai nhưng trên đường cổ răng. Thì tại chia làm 3 trường hợp là trường hợp mà chiều gần xa của răng khôn nhỏ hơn khoảng cách từ mặt xa của răng bẫy cho tới bờ trước cánh lên xương hàm dưới. Trường hợp thứ hai là chiều gần xa của răng khôn vừa bằng khoảng cách từ mặt xa của răng bẫy cho tới bờ trước cánh lên xương hàm dưới. Trường hợp thứ ba là chiều gần xa của răng khôn nhỏ hơn khoảng cách từ mặt xa của răng bẫy cho tới bờ trước cánh lên xương hàm dưới. Tiếp theo là đỉnh thân răng 8 sẽ nằm dưới cổ của răng 7. Đỉnh của răng 8 nằm phía dưới cổ răng 7. Lúc này răng 7 sẽ làm cản trở tầm nhìn và tạo đường vào phẫu thuật rất khó khăn. Nếu răng kẹt sâu trong xương nhiều, sẽ phải cần mở nhiều xương trong quá trình phẫu thuật. Và cần phải đánh giá cẩn thận lại xương nương đỡ răng 7 còn lại sau khi mà nhổ răng khôn. Thì trường hợp mà mặt nhai của răng 8 nằm dưới cổ răng 7 theo mối liên hệ giữa đối với bờ trước cánh lên xương hàm dưới và mặt xa của răng 7 thì lại vẫn chia làm 3 trường hợp như hai phân loại trên. Đó là trường hợp mà chiều gần xa của nó lớn hơn bằng hoặc nhỏ hơn khoảng cách từ mặt xa của răng 7 tới bờ trước cánh lên xương hàm dưới.